Chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Jibo Army and Vespa. Sáng nay Duy giới thiệu với cả nhà về một vài món đồ chơi. Đầu tiên là chiếc áo M65 sản xuất năm 1968, size small sock, giá là 12 triệu, mới trên 95%. Hôm nay thì size small sock không có giá dưới 10 triệu nếu mà còn mới trên 95% đâu anh em. Hàng mà đẹp mà đặc biệt là sản xuất năm 1968 nữa thì chắc chắn là không bao giờ có luôn. Và tiếp đến là bộ bàn ghế gỗ gốc cây hàng vớt Hồ Tuyền Lâm. Thì cái bộ này nó không phải là hàng khai thác tự nhiên anh em nha, tức là mình giết một cái cây xong mình đem nó về để, không phải. Đây là cái hàng, cái cây nó chết trong Hồ Tuyền Lâm, bởi vì trong quá trình làm thủy điện thì cái cây này nó chết ngâm ha, và nó mục lũa luôn rồi và đã được ngâm trong lòng hồ rất là lâu rồi. Giá này của nó là 68 triệu, và chiếc kính roi băng này thì giá là 9 triệu, và nón 600 ngàn, vậy thôi. Anh em nào quan tâm về các món thì có thể là, một là xem cái đường link mô tả của Duy ở ngay cái phía dưới để xem trực tiếp được cái món đồ ha, hai là trong clip này luôn. Đầu tiên thì Duy giới thiệu về chiếc áo này, sản xuất năm 1968, lót xám. Màu của chiếc áo này là trên 95%, và điều đặc biệt là nó là size vàng, size small short. Small short là cái vai của nó là 50, dành cho những bác nào có cái cân nặng là từ 65 đến 75 kg. Short là ngắn, lưng của nó 76 và tay của nó là 60, dành cho những bác nào có cái chiều cao là từ 1m65 đến 1m72 là đẹp nhất. Đó, vậy thôi. Và Duy sẽ quay sơ lược chi tiết chiếc áo cho anh em xem một chút xíu. Tôi điều về một anh em một chút xíu là hàng của Duy bán là bao chuẩn hàng xịn. Nếu không phải hàng xịn thì lưu ý với anh em một chút xíu là hàng của Duy bán là bao chuẩn hàng xịn. Anh em hỏi hàng giả thì đừng gọi Duy. Và nếu mà Duy bán mà anh em phát hiện Duy bán cho anh em một món hàng giả thì 1 đền 10, 12 triệu là đền 120 triệu liền. Nói là làm ha. Và hàng của Duy thì Duy bao quay đầu khi chơi. Ví dụ như tùy theo tình trạng của chiếc áo thì anh em có thể lỗ từ 10% đến 20%, hoặc là thậm chí là anh em bạc màu thì có thể lỗ đến 50%. Duy vẫn có thể thu lại, bởi vì những dòng hàng này nó gần như đã tuyệt chủng rồi nha anh em. Chỉ còn lại hàng cũ xưa người ta cứ bán truyền người này qua người kia thôi, chứ đâu có sản xuất mới đâu. Sản xuất mới thì là hàng thời trang rồi. Ok. Và nó có giá trị sưu tầm là vĩnh viễn. Một việc mà chắc chắn anh em phải làm khi mua áo M65 của Duy hay của bất cứ người nào, đó là kêu người ta có những việc phải làm. Dán bắt tay, mở ra và dán lại thử xem là cái độ dính của nó còn hay không. Anh em hiểu chưa? Đó là cái việc đầu tiên ha. Thì ví dụ như cái độ dính của bắt tay này vẫn còn nè. Nếu mà nó còn vậy thì mình sẽ đỡ mất công xử lý hơn. Đó, ok. Tiếp đến là gài áo. Kéo dây khóa lên và kéo dây khóa xuống, gài áo thấy dễ dàng, là biết cái áo nó còn mới. Về cái độ khóa, mọi thứ rất là dễ dàng gài. Bấm thử cái dàn cúc của chiếc áo xem nó có chín không, và mở ra nó bị rớt nút không. Đó. Nhiều anh em không làm những việc này thì khi nhận cái áo về thì chắc chắn là nó cũng có những cái lỗi nhất định. Thực ra người ta không cố ý lừa anh em đâu, nhưng mà người ta sẽ không để ý. Đôi khi trong quá trình như vậy thì mình biết được cái chất lượng của áo còn hay không, và đặc biệt là mình có thể ép giá nếu như nó có những cái lỗi không phù hợp. Ví dụ như gì, bấm hết nút tay, nút dưới, nút trên, và khi anh em sẽ thấy là bấm được, thấy chưa, và gỡ được, vậy gỡ ra được, gỡ ra không bị rớt nút và gỡ hoàn toàn được ha. Đó, kéo xuống được. Và đặc biệt là sợi dây khóa cổ, một trong những cái lỗi của chiếc áo hàng xưa đó là sợi dây khóa cổ hay bị rụng răng. Anh em kéo lên và kéo xuống ha, xem nó có bị rụng rớt răng hay không, nếu mà không là ok. Rồi lột ra xem nón còn hay không. Rồi ok, và tiếp đến là so sánh giữa cái màu bên trong áo và màu bên ngoài vai áo để xem cái độ lệch màu. Vai thì nó hay bị bạc màu, anh em sẽ thấy cái độ màu của áo này là còn 90%. Giá của chiếc áo này là 12 triệu ha. Và điều đặc biệt là những cái dòng lót xám này, cái lót xám này rất hay bị sẽ sổ vải, thì anh em nói người bán là lột được chiếc áo ra để xem nó có bị sổ vải chỗ nào hay không. Nhớ kiểm tra dỡ nắp lên, rồi lật qua lật lại kiểm tra cái lót có nó bị lủng rách hay không. Cái lót nó hay bị lủng rách đó anh em, thật luôn. Lý do là ở bên trong lót nó nhiều khi người ta mặc sờn bên trong, bên ngoài thì còn rất đẹp, nhưng mà kỹ bên trong nó đã sờn rồi ha. Và với tình trạng một chiếc áo này thì không thể chê đâu được hết, chỉ chê là nó không mới 100% thôi. Và anh em sẽ thấy những cái tem áo nó còn rất mới đây, tem còn trắng.
Và đặc biệt là khi anh em mua áo thì nên nói người ta quay chụp cho anh em một chút xíu ngoài nắng. Như lúc này trời nắng đang rất là nắng đẹp này nè, thì nói người ta quay chụp ngoài nắng một chút xíu cho mình thấy rõ được cái màu của chiếc áo này trong nắng là thực tế nhất anh em ha. Rồi, đây là tổng thể chiếc áo ha. Thì như anh em thấy nè, mình soi một chiếc áo thì mình để ý coi cái bắt tay, cái nếp gấp của nó còn đẹp hay không, ưng chỉ còn rin còn mới hay không ha. Và điều đặc biệt là cái là bắt tay bên này đây đó ha. Ok, rồi tiếp đến là kiểm tra cái vải bắt tay này đó, nó không bị lủng rách là cũng ok lắm rồi đó anh em ha. Anh em sẽ thấy ở đây nó có một cái đường chỉ khác màu đây, cái đường chỉ khác màu này so với cái đường chỉ này, thì cái đường chỉ này là đường chỉ đã được đạp lại. Lý do tại sao người ta đạp lại là với phần ngay cái gấp tay này, cái đường chỉ do quá trình người ta sử dụng thì hoặc là thời gian vừa rồi nó có thể là bị mục ha, rồi nó hay cái phần chỉ này nó hay bị bung lắm, thì thường thường nó bung nhiều nhất là bung cái đường dọc qua đây, thì người ta sẽ đạp may lại, và tiện thể đạp may thì ta sẽ đạp may lại luôn cái này luôn. Nhìn là thấy vấn đề nhưng giá của nó không hề thay đổi nha anh em, giá trị của chiếc áo này không hề thay đổi vì nó may đẹp và nó vẫn chuẩn xịn. Trải qua đường chỉ nó có lỗi thì mình xử lý lại là bình thường ha. Và thật ra thì Duy lâu nay Duy không có về được áo feel luôn anh em, bởi vì giá nó cao quá không thể mua về được. Không phải Việt Nam mình chơi không đâu, bọn Trung Quốc nó cũng chơi, bọn Thái Lan là chơi mạnh nhất. Hàng của mình là đa phần là mình còn chơi sau Thái Lan nữa, tiền nó còn mạnh hơn mình nữa, và cách chơi của nó còn chơi VIP hơn mình nữa. Đó, đây là tem dưới, đây là củ nút này, nút đóng này. Còn Duy bán hàng thì Duy luôn bao anh em là chuẩn xịn, nếu mà không phải xịn thì cứ 1 đến 10 ha. Rồi, giá là 12 triệu, quá ra deal. Hầu như những anh em nào mà mua áo của Duy trước đây có thể đều bán lại cho Duy được, và bán thậm chí là có thể là bán lời luôn anh em, nếu những chiếc áo đẹp nha. Duy sẵn sàng thu lại liền, còn những chiếc áo cũ thì chắc chắn là giá của nó sẽ khác một xíu ha. Hôm nay hàng về rất là cao và không thể về được luôn. Ok, và anh em nào quan tâm về chiếc áo này của Duy đó, nó đẹp như vậy thôi, nó không có lỗi gì hết để bàn cãi hết. Và anh em nói người ta cho coi cái túi, ví dụ như túi nó còn trắng tinh như thế này ha, là một cái áo rất mới ha. Đó, túi còn trắng và đẹp như thế này, rất mới. Đầu khóa như anh em coi này, không hề bị tưa rách, thấy không, rất mới. Đầu khóa này 2 chữ Z ha, khóa trên là khóa Radit, mọi thứ ok hết. Đến là chiếc nón. Đây là một chiếc nón sản xuất năm 87 ha, 87, trong tình trạng mới hoàn hảo 100%, chưa sử dụng luôn anh em nha. Duy chỉ có đổi lên cho anh em chụp hình thôi, còn thực ra cái vòng nón này thì Duy đổi trật. Vòng đầu của chiếc nón này là 55 qua 56, tức là đo cái vòng quanh đầu này anh em nè. Là vòng đầu của Duy hiện tại mà để đeo đổi đẹp nhất là phải 58. 58 là Duy đổi thoải mái hơn, 57, 58 là hợp lý. Còn chiếc này thì nó chỉ có là 55, 56 thôi, nó hơi chật so với Duy. Và đẹp nhất của xe Duy là size 7 1/8, còn đây là size 6 7/8 anh em ha. Rồi nó lên size 7, rồi size 7 1/8 đó, rồi nó lên 7 1/4 và bộ vậy. Thì chiếc nón này trong tình trạng mới đẹp hoàn hảo, gọi là nón ngố, nón 6 múi, và lưỡi lẫn ngắn này ha. Ok, và tình trạng của chiếc nón này là mới 100%, giá của chiếc nón này chỉ có là 600.000 thôi. Thật ra thì bọn lính Mỹ á, trong các hình anh em sẽ để ý, nó không có đội sụp xuống như người Việt mà đâu. Người Việt mình là phải đội cái nón sụp xuống mang tay, nhưng mà bọn lính Mỹ á, thì nó chỉ đội lửng lửng thôi. Anh em để ý, hầu như clip nào vậy, hay là hình ảnh nào vậy, bọn lính Mỹ nó cũng chỉ đội lửng lửng vậy thôi. Nhưng người Việt mình rất thích đội sụp xuống mang tay, chứ không thích đội lửng lửng vậy. Nên lưu ý với anh em là người nào cái đầu nhỏ thì mới đội được cái nón này nha. Và giá của nó rất tốt, chỉ có 600.000 mà thôi. Còn đây là cây kính Ray-Ban trong tình trạng là rất đẹp ha, rất đẹp. Giá của cây kính này là 10 triệu. Nó chỉ có một cái vấn đề của nó là nó có cái vết xước mờ, xước lông mèo ở trên mắt kính ngay góc này thôi. Còn ngoài ra thì cây này là 1/10 vàng, tức là 1/10 cái gọng kính này được phủ vàng, má phủ vàng 12K nha anh em, phủ vàng 12K GF. Và size của mắt kính này là 58 14.
thì anh em thấy như Duy là khuôn mặt Duy đeo là hơi nhỏ một xíu. Đúng ra thì cái mặt Duy phải đeo size 60-62 là đẹp nhất. Còn nếu mà đai 58 thì anh em sẽ thấy nó hơi ôm gọn ở chỗ này ha, không đẹp bằng. Và đây gọi là dòng ba cầu. Ba cầu tức là nó có một cầu đây, một cầu đây và một cầu đây. Còn Duy sẽ soi chữ cho anh em ha. Và đây là gọng quắn, gọng pilot. Lý do mà cái gọng quắn này lại được dân công thích là bởi vì khi mình đeo vô mình quắn cái vậy này thì anh em cúi xuống lắc thoải mái, không có bị rớt kính. Mình có thể di chuyển lắc đầu nhanh mạnh mà cũng không sợ văng mất kính. Điểm của cái gọng quắn này là nó quắn, nó móc nhẹ vào chỗ này. Một cái phần tay này của mình làm cho mình đeo lâu sẽ cảm giác là khó chịu khi mình nhức, gọi là nó đau cái bàn tay anh em. Duy rất thẳng thắn, Duy phải nói vậy cho anh em hiểu được vấn đề. Có thể là mình đeo lướt, đeo đi chơi, đeo lái xe này nọ, nhưng sau đó mình bỏ ra thì được. Chứ còn nếu mà mình đeo lâu thì không quen, nó sẽ hơi đau cái chỗ vành tai này ha. Và giá của chiếc kính này là đúng ra là phải 10 triệu, nhưng như hôm nay chỉ bán chỉ có 9 triệu mà thôi. Anh em là quan tâm coi như số điện thoại cập nhật ngay trên màn hình. Kính này là còn full hộp nha anh em. Và đây là bộ bàn ghế gỗ được vớt trong hồ Tuyền Lâm ha. Thì lòng hồ Tuyền Lâm ngày xưa là người ta làm thủy điện á, từ thời xưa rồi. Họ làm thủy điện thì bắt đầu là những cây gỗ này là nó chết trong lòng hồ luôn. Và nó chết một cách tự nhiên, không có bị khai thác theo kiểu cắt bỏ ha. Nên nó mang cái giá trị về phong thủy cao hơn là những cây gỗ bị giết chết. Duy quan niệm là như vậy nha. Và nó đã được ngâm trong hồ rất lâu rồi, gọi là lũa ra luôn rồi. Và nó bị chai cứng luôn. Thì anh em có để ngoài trời thêm cả chục năm nữa thì chắc cũng chả có vấn đề gì đâu. Mình để bộ bàn ghế này ngoài trời chơi thì cái chiều cao của cái bàn này nó là cái bàn nha, là 40, mặt của nó là 70 và dài là 2m1. Cái ghế này thì cái mặt của nó là 40 và nó cao là tầm khoảng 30-35 và nó cũng dài 2m1, thì nó có hai cái ghế hai bên. Và cái này, và giá của bộ bàn ghế này là 68 triệu, bao vận chuyển nội thành Đà Lạt. Còn nếu anh em ở vùng miền khác thì phải tự lo phí vận chuyển anh em ha. Và phù hợp để ngoài sân vườn. Anh em mà có sân vườn rộng xếp bộ bàn ghế này vô rồi lâu tổ chức tiệc ngoài trời, nướng BBQ rồi tụ bạn bè về nhậu chơi anh em ha. Hợp lý quá luôn ha. Và cái bộ này nó lũa theo thời gian phong sương ra rất là đẹp ha. Ok. Cảm ơn anh em đã xem tin. Đăng ký kênh, nhấn chuông theo dõi ủng hộ mình và quan tâm về những món đồ chơi của mình thì hãy coi cho mình theo số điện thoại cập nhật ngay trên màn hình nha anh em. Chào anh em.